Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi sẽ nói cho quý vị và các bạn biết thế nào là quyết định đình chỉ. Thưa quý vị và các bạn, tôi có một cái vụ kiện nó như thế này. Một cái chị A chị kiện về một cái giao dịch. Và sau khi chị kiện một cái giao dịch thì tòa đã phân tích cho chị trong cái trường hợp này thì cần phải bổ sung một cái số giấy tờ để mà đủ để mà khởi kiện. Cho nên tòa đã theo cái đơn yêu cầu rút đơn thì tòa đã ra cái quyết định đình chỉ. Và cái quyết định đình chỉ này là một trong những cái quyết định đình chỉ và được hoàn lại tiền án phí. Hôm nay tôi muốn phân tích cho quý vị và các bạn. Thì trước đây tôi cũng đã phân tích cho quý vị và các bạn, tòa án có những cái quyết định như là quyết định công nhận sự thỏa thuận, quyết định đình chỉ, quyết định tạm đình chỉ xét xử bản án. Vậy thì trong trường hợp này, những cái quyết định đình chỉ này có được quyền khởi kiện lại hay không? Thưa quý vị và các bạn, những cái quyết định đình chỉ này vẫn có được khởi kiện nếu trong những trường hợp nguyên đơn rút đơn khởi kiện, bổ sung một số giấy tờ thì mình khởi kiện lại thôi. Tôi nhớ hiện tại tôi đang là cũng là một cái vai trò bị đơn trong đi bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng. Nói chung nói nôm na là đi luật sư. Ông A, ông khởi kiện khách hàng tôi, ông bảo rằng là cái bà khách hàng của tôi là người quản lý di sản và ông yêu cầu chia tài sản. Ban đầu thì ông chia thừa kế. Thì sau khi nộp vô tòa thì tòa bảo ông ơi hết thời hiệu rồi, vì quá thời hiệu quá 10 năm theo quy định của Bộ luật Dân sự 2005 đó quý vị, thời hạn khởi kiện là 10 năm. Và ông rút đơn khởi kiện. Thì sau khi rút đơn khởi kiện thì ông lại tiếp tục nộp ở tòa với cái yêu cầu là chia tài sản chung. Thì trong cái quá trình chia tài sản chung như vậy thì lại tiếp tục một cái thẩm phán khác thụ lý giải quyết. Trong cái quá trình thụ lý giải quyết như vậy thì không biết lý do như thế nào đó là ông lại rút đơn. Rút đơn, tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án. Và bây giờ hiện tại không biết ông có kiện hay không, nhưng giả sử ông kiện thì ông có kiện được hay không? Thưa được, tại vì ông tự nguyện rút đơn. Ở đây mình sẽ phân tích quyết định đình chỉ không có nghĩa rằng là mình không có quyền khởi kiện. Trong cái hồ sơ của cái chị khách hàng của tôi bảo rằng là vì thiếu thành phần trong cái biên bản hòa giải cho nên tòa ra quyết định đình chỉ. Tòa yêu cầu một cái thời hạn bổ sung giấy tờ cái biên bản hòa giải. Tuy nhiên rằng nguyên đơn không đảm bảo cái thời gian đó cho nên ra quyết định đình chỉ. Và trên cái tinh thần quyết định đình chỉ thì hậu quả của quyết định đình chỉ thì quý vị và các bạn biết rồi. Vụ kiện sẽ như thế nào? Vụ kiện sẽ có thể có quyền được tiếp tục nộp lại hay là không được quyền nộp? Hôm nay tôi nói cho quý vị và các bạn, cái việc rút đơn khởi kiện, tòa án ban hành cái quyết định đình chỉ và xem trong cái quyết định đình chỉ đó và căn cứ vào cái quy định nào đó. Nếu trong trường hợp quý vị và các bạn căn cứ những cái quy định của pháp luật mà được quyền khởi kiện lại thì mình khởi kiện. Chị bảo với tôi rằng là ở phía bên kia họ vui mừng lắm. Họ bảo rằng là kể từ nay là hồ sơ xếp lại là không được kiện. Và chị nói là chị cũng có những cái cảm xúc của những người rất là bực bội. Thưa không chị ạ, quyền khởi kiện là quyền của bất kỳ một cái công dân nào đó nếu cảm thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại. Tôi có một cái vụ kiện như thế này quý vị và các bạn. Mấy anh chị em kiện khởi kiện nhau lên tòa. Thì khi khởi kiện nhau lên tòa
thì cái người trực tiếp quản lý sử dụng họ nói rằng là kiện chi, và tòa cũng nói rằng là nếu mà kiện chia thừa kế thì mình phải đóng số tiền rất là lớn. Và thế là họ không kiện nữa, và họ về họ rút đơn khởi kiện, về tự hòa giải. Nhưng mà có hòa giải được đâu. Và tiếp tục cái giai đoạn 2, các bên lại đi khởi kiện. Đi khởi kiện. Và trong cái quá trình đi khởi kiện thì bà này bả bảo rằng là việc kiện á, thì quý vị và các bạn biết không, tài sản lớn mà chia thừa kế thì án phí rất là cao. Và bà bảo rằng là tòa cũng bảo rằng là hiện tại là bây giờ các bên thỏa thuận được các phần nào đó, chia như thế này, chia là cục đất thứ nhất chia làm 5, cục đất thứ hai chia làm 5, cục đất thứ ba chia làm 5. Biên bản thỏa thuận đó là như vậy. Nhưng về bà bảo về thì không làm được giấy tờ, quý vị và các bạn. Rồi tòa đã ra ban hành cái quyết định đình chỉ rồi. Hai lần trước là như vậy. Lần thứ ba, lần này tôi rút kinh nghiệm. Cũng xin nói thêm với quý vị là hai lần trước họ tự thỏa thuận và họ tự đi, họ không mời luật sư. Và tôi cũng chính là người soạn đánh đơn cho họ, đánh đơn là đúng hơn, và tư vấn cho họ. Tại vì vụ kiện của họ dễ mà. Đến lần thứ ba thì tôi bảo rằng thôi thì bây giờ nếu như trong trường hợp các bên cũng mệt mỏi lắm, cái người mà quản lý sử dụng á, cái người trực quản lý sử dụng của tài sản của ba mẹ, họ bảo rằng là sao mấy người này kỳ quá, mấy người lại phiền đến tôi. Tôi cũng công ăn việc làm nhiều quá, mà sao mấy người lại phiền đến tôi. Cho nên họ không đi, cho nên vụ kiện nó kéo dài. Và cuối cùng thì họ cũng đã đi. Thì thôi bây giờ tôi sẽ thống nhất rằng là cái phần đất số 1 này là 3 người, phần đất thứ 2 là 1 người. Và tổ ơi, khoan khoan, chờ chờ luật sư về chuẩn bị những cái giấy tờ, các bên thỏa thuận, các bên ký công chứng xong rồi rút đơn khởi kiện, ra quyết định đình chỉ vụ kiện. Hôm nay thông qua cái video này tôi cũng muốn nói với quý vị và các bạn, tùy theo mọi loại hình của quyết định đình chỉ vụ kiện, trong cái kiện dân sự mà chúng ta có quyền nộp đơn, chúng ta không có quyền nộp đơn, chúng ta có những cái quy định của pháp luật riêng đối với từng đối tượng. Ví dụ như trong trường hợp này thì mình không được kiện nè. Ông A kiện bà B, đối tượng là cái quyền sử dụng đất, và tòa đã có cái phán quyết qua bên thi hành án rồi. Hôm nay do một cái sự không có am hiểu về pháp luật, cho nên ổng bảo rằng là hồi xưa tôi đi kiện ở tòa mà giờ làm ổng không có thực hiện, bây giờ tôi phải đi kiện tiếp. Đó là trường hợp ngày hôm qua đó quý vị. Tôi bảo bây giờ gọi là thi hành bản án, án nó có hiệu lực thi hành chứ lại sao là kiện tiếp. Nôm na rằng ông khách hàng của tôi cho bà kia vay 1 đồng, và khi bà kia không trả thì ông đã khởi kiện đến tòa án, và phán quyết của tòa án buộc cái phía bên ông kia, ông B đó, phải hoàn trả lại cho ông A 1 đồng cộng với lãi suất. Án có hiệu lực pháp luật, các bên đã nhưng mà chưa thực hiện. Bây giờ ông ra ông biểu khởi kiện, tôi hỏi kiện cái gì. Như vậy đó, khi đã có một cái quyết định đình chỉ thì tùy theo cái quyết định đó, xét yêu đò cầu nguyên đơn rút đơn khởi kiện, xét yêu cầu là thiếu thành phần. Trước đây đó là cái quy định của 192 và 168 của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự. Còn bây giờ luật mới thì quý vị và các bạn tự nghiên cứu. Tôi thì tôi có cái tật hồ sơ tới đâu tôi sẽ nghiên cứu. Nhưng những cái vụ kiện nó nằm trong tiềm thức rồi. Và hôm nay thì đúng ra là không, sẽ không làm chủ đề thế nào là đình chỉ vụ kiện. Tuy nhiên là cũng muốn trả lời cho cái chị khách hàng của tôi tư vấn. Đình chỉ vụ kiện nếu trong trường hợp không thuộc trường hợp theo quy định của pháp luật thì mình có quyền khởi kiện lại. Thế nha quý vị và các bạn. Tôi vẫn mong muốn là tạo một cái kênh để quý vị và các bạn có những cái vấn đề nào cơ bản nhất hỏi luật sư. Còn cũng xin nói cho quý vị và các bạn luôn, có một số anh chị em gửi nguyên một cái bản án sơ thẩm, bản án phúc thẩm
và yêu cầu luật sư phân tích để làm giám đốc thẩm. Thì nói thật với quý vị và các bạn, tôi không đủ thời gian để mà xem những cái bản án sơ thẩm, phúc thẩm và giám đốc thẩm. Nếu một ai nào đó trong cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta mong muốn được luật sư tư vấn, thì cái cầm hồ sơ, nguyên một cái bộ hồ sơ đến văn phòng luật sư hoặc đến một luật sư bất kỳ. Vì khi mà nghiên cứu một cái bản án sơ thẩm, bản án phúc thẩm, luật sư phải có thời gian cũng như nghe lời trình bày. Không thể qua một cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta cơ bản như vậy mà luật sư toát lên được cái ý kiến. Cũng có thể luật sư chỉ cho ý kiến rằng trong trường hợp này nếu thấy oan thì chúng ta hãy làm đơn khiếu nại, xin giám đốc thẩm và nộp ở cơ quan nào thôi. Còn chứng cứ thì chúng tôi cũng phải xem, phải đọc, phải hiểu, chứ không thể nào mà chỉ theo lời trình bày mà có thể hiểu hết. Mong quý vị và các bạn, những ai đó giao một cái hay là đưa một cái thông tin khổng lồ, tôi cho rằng cái thông tin khổng lồ trong cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, thì chúng ta sẽ hiểu được rằng là chúng tôi cũng cần một cái thời gian. Những cái gì chúng tôi là những điều rất là cơ bản. Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, với mong muốn tất cả mọi người đều hiểu những cái kiến thức pháp luật, mà đặc biệt là kiến thức cơ bản, chắc chắn tôi sẽ đi lại với vấn đề quyết định đình chỉ vụ kiện thêm một lần nữa. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.